Mối đe dọa từ người ngoài hành tinh. Dựa trên nguyên tắc luật rừng tối, được đề cập trong tác phẩm The Three Body Problem, vũ trụ giống như một khu rừng tối tăm. Mỗi nền văn minh đều là kẻ săn bắn có vũ khí và luôn cẩn trọng giấu kín mình. Nếu họ phát hiện một sinh mạng khác, vì không thể đánh giá xem đối phương có thể gây nguy hiểm cho họ hay không, nên họ chỉ có thể tiêu diệt đối phương trước. Bất kỳ nền văn minh nào tiết lộ sự tồn tại của mình một cách dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng. Hầu hết các nền văn minh tiên tiến trong vũ trụ đều hiểu vấn đề này, vì vậy họ cố gắng che giấu mình. Chỉ có những nền văn minh thấp bé như trái đất mới tự nghĩ mình thông suốt, liên tục phát ra các tín hiệu vào không gian mà thôi. Việc này có thể khiến cho các nền văn minh khác phát hiện và tiêu diệt chúng ta. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nature vào năm 2021, có 29 hành tinh ngoài hệ mặt trời có thể nhận được tín hiệu radio từ trái đất. Vì vậy rất có thể trái đất đã bị các nền văn minh khác phát hiện. Lúc này, chúng ta vẫn có thể sống sót an toàn, có lẽ vì nền văn minh của con người quá thấp bé, không đe dọa đến các nền văn minh khác. Nếu loài người có thể sử dụng năng lượng hành tinh để tiến hóa thành nền văn minh cấp 2, thậm chí cấp 3, thì chúng ta có thể sớm bị hủy diệt. Cuối cùng là dân số suy giảm, ngay cả khi không xảy ra hiện tượng va chạm với thiên thạch hoặc sự phát nổ siêu tân tinh, con người cũng có thể từ từ tiến dần theo hướng tiêu cực. Nhà động vật học Mỹ, các Holman đã thực hiện một thí nghiệm với loài chuột trong một hệ sinh thái và phát hiện ra rằng số lượng chuột luôn đạt đến một đỉnh điểm nào đó rồi dừng lại và dần dần giảm số lượng, cuối cùng tiến gần đến con số 0. Đây chính là thí nghiệm vũ trụ 25 nổi tiếng. Nhiều người tin rằng kết quả kinh hoàng của thí nghiệm này có thể dự báo tương lai của xã hội nhân loại. Mặc dù chúng ta không thể đơn giản so sánh con người với chuột, nhưng xã hội hiện đại đã bắt đầu xuất hiện các xu hướng tương tự. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng, tỷ lệ sinh giảm, giới trẻ không còn khao khát sinh con. Rõ ràng những thách thức này đã trở thành những mối đe dọa cho nhân loại. Mặc dù chúng ta đã và đang cải thiện môi trường sống thông qua các phương tiện công nghệ, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sau khi môi trường sống trở nên thoải mái và thuận tiện, chúng ta không gặp phải một bước ngoặt khác. Giống như những con chuột trong thí nghiệm vũ trụ 25, mặc dù chúng sống trong môi trường tương tự thiên đường và không có mối đe dọa từ thảm họa tự nhiên, nhưng cuối cùng chúng vẫn diệt vong. Do đó, việc tồn tại của loài người trong 1 triệu năm tới và việc đạt đến cấp 3 văn minh không chỉ phụ thuộc vào việc đối phó với mối đe dọa từ thiên nhiên, mà còn phụ thuộc vào ý chí của chính chúng ta, liệu có thể tiếp tục tồn tại và phát triển vô tận hay không.